Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Patonga Resort Casino Khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời những người khai thu nhập qua mẫu 1099 như thợ neo, lái xe Uber, làm việc theo hợp đồng, quý vị nằm trong diện được nhận khoản tài trợ Covid lên đến tối đa 32.220 đô la cho một cá nhân. Cần biết thêm chi tiết, gọi 480-808-0318. Đây là chương trình việc Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối thứ năm ngày 5 tháng 9 2024. Sau đây là các bản tin chính. Tổng thống Biden công bố đầu tư liên bang vào năng lượng thân thiện với khí hậu cho khu vực nông thôn. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khám phá ảnh hưởng của Nga trên mạng truyền thông xã hội của Mỹ. Hunter Biden nhận tội 9 cáo buộc về thuế trước khi tòa chọn bồi thẩm đoàn. Cựu Tổng thống Trump không nhận tội trong vụ án âm mưu lật đổi kết quả bầu cử năm 2020. Cựu Tổng thống Trump công bố kế hoạch kinh tế quan trọng trong diễn văn tại New York. Chính phủ Hoa Kỳ điều tra chương trình khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không. Tổng thống Putin bày tỏ sự ủng hộ với Phó Tổng thống Harris cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Trường dạy nghề có thể giúp bảo đảm việc làm ổn định lương cao. Và đó là các bản tin chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Phần tin chi tiết bắt đầu ngay sau đây, mở đầu với anh Anh Dũng. Bản tin đầu tiên thưa quý vị liên quan đến việc Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay đã xuất hiện tại khu vực nông thôn phía Tây Nam tiểu bang Wisconsin để ủng hộ các khoản đầu tư mới vào điện khí hóa và mở rộng hệ thống internet với tốc độ cao. Ông tuyên bố rằng tất cả các khoản đầu tư này có nghĩa là các trang trại ở gia đình có thể vẫn còn tồn tại ở trong khu vực. Ở thị trấn West Bay, thì Tổng thống Biden đã công bố khoản đầu tư 7.3 tỷ Mỹ Kim cho 16 tổ hợp sẽ cung cấp điện cho hàng triệu gia đình ở các vùng nông thôn trên khắp 23 tiểu bang nông thôn Hoa Kỳ. Với mục tiêu kết giảm chi phí kết nối điện rất cần thiết ở những khu vực khó tiếp cận. Nguồn tài trợ dành cho dự án này đến từ đạo luật giảm lạm phát của đảng Dân Chủ đã được ký thành luật từ hồi tháng 8 năm 2022 và được Quốc hội thông qua theo đường lối của đảng. Theo tờ Bạch Ốc cho biết, luật này đầu tư khoảng 13 tỷ Mỹ Kim vào vấn đề điện khí hóa nông thôn trên nhiều chương trình khác nhau, tạo ra 4.500 việc làm thường xuyên, 16.000 việc làm xây dựng và được gọi nỗ lực này là khoản đầu tư lớn nhất vào vấn đề điện khí hóa nông thôn tại Hoa Kỳ kể từ chương trình cải tổ kinh tế vào những năm 1930. Tổng thống Biden cũng ủng hộ luật cơ sở hạ tầng năm 2021 được thông qua với một số sự ủng hộ từ phía đảng Cộng hòa tại Quốc hội và ông cho biết luật này đã cung cấp thêm 72.000 ngôi nhà và các doanh nghiệp nhỏ ở Wisconsin với hệ thống Internet tốc độ cao. Giống như hiện nay chúng ta đang thực hiện khoản đầu tư đáng kể nhất vào quá trình điện khí hóa nông thôn, chúng ta cũng đang thực hiện khoản đầu tư đáng kể nhất từ trước tới nay vào hệ thống Internet tốc độ cao với giá cả phải chăng. Vì với hệ thống này thì giá cả hiện nay cũng thiết yếu như là vấn đề điện cách đây một thế kỷ. Tổng thống Biden cho biết, ông ám chỉ đến kiến trúc sư của New Deal và Tổng thống Franklin Delano Roosevelt. Ông cho biết là tất cả những khoản đầu tư này có nghĩa là các trang trại gia đình có thể được tồn tại ở tại các khu vực nông thôn. Các doanh nhân nông thôn có thể xây dựng ước mơ của họ, con cháu của họ sẽ không phải rời khỏi nhà để kiếm sống ở những thành phố lớn, những khu thành thị. Điều này đang dừng lại ở bây giờ, và chúng ta đang mở rộng một số các cơ hội để có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Trước khi nói về chính sách thì Tổng thống cũng đã đề cập đến vụ xả súng ở trường học Georgia vào ngày hôm qua, nơi mà một học sinh 14 tuổi đã bắn chết 4 người. Tổng thống than thở rằng, trong mùa tự trường, đáng lẽ phải là một mùa vui tươi, phấn khởi. Một cộng đồng khác ở Mỹ lại hoàn toàn tan vỡ vì vấn đề bạo lực súng đạn. Ông ủng hộ lời kêu gọi thắt chặt yêu cầu chủ sở hữu khóa và bảo vệ súng đạn tốt hơn, dựa trên thực tế rằng bản thân ông cũng là một chủ sở hữu súng. Kế đến là bản tin sâu rộng hơn về việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khám phá ảnh hưởng của Nga trên mạng truyền thông xã hội của Mỹ. Bộ Tư pháp cáo buộc chính phủ Nga đứng sau những nỗ lực bí mật lan rộng nhằm kiểm soát thông tin người tiêu dùng Mỹ nhận được trực tuyến. Bộ Tư pháp cũng cho biết chiến dịch này liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội, các trang web tin tức giả mạo và các nhà bình luận chính trị. Mục tiêu là tác động đến cách mà cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm nay và suy nghĩ của người dân Mỹ về các vấn đề ảnh hưởng đến Nga. Ông John Kirby là cố vấn truyền thông an ninh quốc gia tòa Bạch Ốc cảnh báo rằng họ đã trở nên thông minh và tinh vi hơn nhiều. Chính quyền Biden cho biết Nga đã chi hàng triệu Mỹ Kim để tác động đến cuộc bầu cử của Mỹ và các vấn đề khác thông qua phương tiện truyền thông xã hội với việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố hai nhân viên của Bộ phận truyền thông Điện Kremlin, Đài RT với cáo buộc là họ là một phần của một kế hoạch trị giá gần 10 triệu Mỹ Kim để thành lập và chỉ đạo một công ty bình phong có trụ sở tại tiểu bang Tennessee. Mục tiêu của công ty là tạo ra nội dung trực tuyến gây sự chia rẽ. Một viên chức của Hoa Kỳ xác định công ty này là Tenet Media gambas và công ty của ông ta đã bị bộ tư pháp hoa kỳ nêu tên trong số những kiến trúc sư của một chiến dịch thông tin sai lệch được gọi là doppelganger trong hai năm qua đã nhắm vào ukraine và gần đây hơn là các cuộc bầu cử của hoa kỳ Chiến dịch Doppelganger sử dụng nội dung do AI tạo ra trên hàng chục trang web giả mạo, được thiết kế để mạo danh các phương tiện truyền thông chính thống như là The Washington Post và Fox Business, sử dụng một mạng lưới các tài khoản mạng xã hội giả mạo để truyền bá các câu chuyện ủng hộ Nga, nhắm vào đối tượng khán giả trên toàn cầu. Doppelganger là một chiến dịch thông tin sai lệch liên kết với Điện Kremlin lần đầu tiên được chính phủ Pháp liên kết với Điện Kremlin hồi năm 2023. Bộ Tư pháp cũng đã công bố việc tịch thu 32 tên miền internet mà họ cho là có liên quan đến chiến dịch Doppelganger vi phạm luật rửa tiền và luật hình sự về nhãn hiệu được cấu chứng của Hoa Kỳ. Giám đốc FBI Christopher Ray cho biết trong một tuyên bố rằng thông báo hôm nay phơi bày phạm vi các hoạt động gây ảnh hưởng của chính phủ Nga với sự phụ thuộc của họ vào AI tân uh, tân tiến để gieo rắc thông tin sai lệch. Các công ty hoạt động theo chỉ đạo của chính phủ Nga đã tạo ra những trang web để lừa người Mỹ vô tình tiếp nhận truyền tuyên truyền của nga. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đó đã trừng phạt SDA và Gambashits vào tháng 3 vì tham gia vào chiến dịch Doppelganger. Nhưng các tài liệu của tòa án vừa được công bố chứa một kho tàng tài liệu và biên bản cuộc họp từ Gambashits và các đồng nghiệp của ông ta phát thảo chi tiết chưa từng có về các mục tiêu và chiến thuật mà Điện Kremlin đã khai triển để tác động đến kết quả cuộc bầu cử năm 2024 của Hoa Kỳ. Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc là John Kirby đã xác nhận, chúng tôi biết họ đang sử dụng RT và họ đang sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội về trí tuệ nhân tạo AI để gieo rắc thông tin sai lệch, nhằm thúc đẩy các chính sách và chương trình của riêng họ. Tenet Media là một mạng lưới các nhà bình luận cánh hữu, bao gồm một số người có tới hàng triệu người ghi danh theo dõi. Trang web của họ có tên là Benny Johnson và Tim Pool. Cả hai đều nói rằng họ là nạn nhân của những nỗ lực của RT và đã duy trì quyền kiểm soát biên tập nội dung của họ. Trong hồi đáp của RT về các cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một phát ngôn viên cũng đã nói đùa rằng 2016 đã kêu gọi và họ muốn lấy lại những câu sáo rỗng của mình. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland thì khẳng định người dân Mỹ có quyền được biết khi một thế lực nước ngoài đang cố gắng lợi dụng sự trao đổi ý tưởng tự do của đất nước chúng ta để phát tán tuyên truyền của riêng họ. Bộ Tư pháp cho biết họ cũng đang chấn áp việc Nga sử dụng hồ sơ giả và các trang web tin tức giả mạo. Con trai Tổng thống Joe Biden, ông Hunter Biden đã chính thức nhận tội đối với tất cả 9 cáo buộc trong vụ án thuế liên bang của mình vào ngày hôm nay thứ Năm. Thẩm phán quận Mark Scarcey ở Los Angeles đã chấp nhận lời biện hộ của ông ấy. Ông đã chính thức nhận tội đối với một tội danh trúng thuế, hai tội danh khai thời gian thuế, bốn tội danh nhẹ không nộp thuế và hai tội danh nhẹ không nộp thuế khác. Lời biện hộ nhận tội được đưa ra trong phiên điều trần phức tạp đã kéo dài suốt cả ngày hôm nay cùng ngày mà phiên tòa xét xử ông được cho là khởi đầu việc lựa chọn bồi thẩm đoàn tại Los Angeles. Khoảng 120 bồi thẩm viên tiềm năng ngồi chờ đợi trong một căn phòng họp kín trong suốt cả ngày, trong khi phía công tố và luật sư của ông Biden mặc cả tại tòa về cách thức để tiến hành lời nhận tội. Lời biện hộ cũng được đưa ra vài tiếng đồng hồ sau khi ông Biden đưa ra lời biện hộ Alford, trong đó sẽ duy trì sự vô tội của mình bỏ qua phiên tòa và chấp nhận bất kỳ hình phạt nào khi tuyên án. Nhưng nhóm luật sư của ông Biden đã rút lui khỏi kế hoạch đó sau khi các công tố viên đưa ra một số các phản đối mạnh mẽ. Thẩm phán cho biết là ông muốn nghiên cứu vấn đề này và sẽ được triệu tập lại vào sáng thứ Sáu. Việc nhận tội này là một hành động đơn phương của ông Biden được xem là nhận tội công khai vì nó được thực hiện mà không có bất kỳ thỏa thuận nhận tội nào được sắp xếp trước với các công tố viên. Người ta cũng cho biết rằng rất hiếm khi một bị cáo cao cấp nhận tội mà không có bất kỳ thỏa thuận khoan hồng với các công tố viên. Chúng tôi cũng kinh ngạc như mọi người khác trong phòng xử án sáng nay, công tố viên Leo Weiss đã cho biết. Tuy nhiên trong một bước ngoặt bất ngờ chiều thứ năm thì nhóm của ông Biden đã thay đổi hướng đi, thay vào đó nói rằng hình thức Biden đã chuẩn bị để nhận tội công khai, thừa nhận hành vi của ông đã thỏa mãn các yếu tố, cấu thành các hành vi vi phạm thuế mà ông bị buộc tội ông biden tuyên thệ tại tòa án liên bang los angeles vào ngày thứ năm và không ai hứa với ông bất kỳ điều gì để thuyết phục ông nhận tội trong vụ án thuế của mình. con trai của tổng thống cũng làm bằng chứng rằng không ai gây áp lực buộc ông phải nhận tội theo bất kỳ cách nào. sau khi các công tố viên đọc tất cả các bản cáo trạng dài 56 trang trong quá trình nhận tội kéo dài gần 90 phút, phán scarsi đã hỏi ông hunter biden một số các câu hỏi tiêu chuẩn vốn là một phần của mọi thỏa thuận ngầm anh có đồng ý rằng mình đã phạm mọi yếu tố của mọi tội ác hay không scarsi đã hỏi và ông biden đã trả lời là có luật sư của biden abilow đã nói trước đó rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào giữa các bên giống như thỏa thuận nhận tội trong đó ông hunter biden sẽ nhận tội đối với một số tự tội danh nhằm đổi lấy việc hủy bỏ các tội danh khác luật sư low đã cho biết và đây là lời đề nghị duy nhất mà nhóm của ông Hunter từng nhận được từ các công tố viên là anh ta nhận tội đối với tất cả chín cáo buộc. Cựu Tổng thống Trump không nhận tội trong vụ án âm mưu lật đổ kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã tuyên bố không nhận tội tại tòa án liên bang hôm nay chống lại bản cáo trạng đã được điều chỉnh về cáo buộc can thiệp của ông Trump vào kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 khi ông Trump có bài phát biểu tập trung vào kinh tế tại câu lạc bộ kinh tế tại New York chỉ vài ngày trước khi ông đối mặt với Phó Tổng thống Kamala Harris trên sân khấu tranh luận của hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ trong phiên điều trần tại tòa án liên bang sau bản cáo trạng liên quan đã được điều chỉnh vào vụ án ngày 6 tháng riêng do cố vấn đặc biệt Jack Smith đưa ra sau khi thẩm phán cân nhắc cách mà vụ án sẽ tiến triển sau quyết định miễn trừ của Tổng thống của tòa án tối cao. Với cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn có 60 ngày nữa, thẩm phán Tanya Chutkin đã nhắc nhở nhóm luật sư bảo chữa của ông Trump rằng quy trình bầu cử và những gì cần phải xảy ra trước cuộc bầu cử không phải là vấn đề tại đây. Trong lúc đang hoạt động để tập trung lại chiến dịch tranh cử, ông Trump đã có bài phát biểu về nền kinh tế ở Câu lạc bộ Kinh tế New York. Ông Trump đã nói, Kamala à Harris không thể hạ giá bất cứ thứ gì vì chính sách năng lượng của bà đang đẩy giá mọi thứ lên cao nhưng chiến dịch tranh cử của bà Harris thì đã phản công trước với Ion Sam là phát ngôn viên cao cấp của quốc gia chiến dịch Harris Walls khẳng định rằng bà ấy nói về nền kinh tế hầu như mỗi ngày trong suốt chiến dịch tranh cử và kế hoạch của bà là giảm chi phí cho dù ở nhà là nhà ở hay là hàng tạp hóa. Cả hai chiến dịch tranh cử của hai nhân vật lãnh đạo, hai đảng chính trị lớn trong nước Mỹ tại các tiểu bang chiến trường đang xen nhau trong tuần này, tập trung vào tiểu bang Pennsylvania, Chiến dịch tranh cử của bà Harris vừa nhận được sự ủng hộ từ một thành viên kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa và là cựu nữ dân biểu liên bang Liz Cheney, trong lúc bà Harris đang tập trung tại Commonwealth để chuẩn bị cho cuộc tranh luận tại đó với ông Trump trong vòng chưa đầy một tuần lễ nữa. Paris Solis, đòi là cựu giám đốc chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton, cho biết Liz Cheney, con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney, một người bảo thủ rộng rãi, một người ôn hòa đã mở đường cho các thành viên Đảng Cộng Hòa khác làm theo. Nếu bà ấy có thể bỏ phiếu cho Kamala Harris, thì có lẽ tôi cũng có thể làm như vậy. Và như tôi đã nói trong cuộc chạy đua căng thẳng này, những lá phiếu đó sẽ có giá trị lớn. Trong khi đó, ông Trump tại một sự kiện của Fox News ở Pennsylvania nhà tối thứ tư, dường như đã chỉ trích trước cách đối xử của người điều phối chương trình đối với ông trong cuộc tranh luận sắp tới của đài ABC. Cựu tổng thống Donald Trump đã nói, "ABC là mạng lưới truyền thông tệ nhất về mặt công bằng." Cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai đối thủ tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Ba 10 tháng 9 sẽ là một thời điểm quan trọng khác trong cuộc bầu cử này khi tiểu bang North Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu cử vắng mặt ra cho cử tri vào tuần này. Trong một diễn biến khác thì ngày hôm nay cựu Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu kinh tế quan trọng ở tại New York vào ngày thứ Năm. Ông đã công bố một số kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp xuống 15% và thành lập Ủy ban Hiệu quả Chính phủ do Elon Musk đứng đầu, đồng thời sẽ cam kết làm cho nước Mỹ giàu có và mạnh mẽ hơn nếu như tái đắc cử tháng 11 tới đây. Ông Trump đã đưa ra thông báo này trong bài phát biểu ở Câu lạc bộ Kinh tế New York. Ông lên tiếng ca ngợi sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ dưới thời chính quyền đầu tiên của mình, đồng thời chỉ trích đối thủ Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris vì chương trình Kamalaomics của bà và liên kết bà với vấn đề lạm phát gia tăng và tác động tinh kinh tế tiêu cực của các chính sách của chính quyền Biden-Harris. Ông Trump cho biết, bà Harris và chương trình nghị sự cực tả của bà sẽ gây ra mối đe dọa cơ bản đối với sự thịnh vượng của mọi gia đình người Mỹ và chính nước Mỹ. Hôm nay tôi ở đây trình bày kế hoạch giải cứu đất nước chúng ta khỏi cơn ác mộng này và mang lại cho người dân giấc mơ Mỹ lớn hơn, tốt hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ông nói. Ông cũng cho biết trong suốt nhiệm kỳ của mình thì ông đã đấu tranh cho người lao động Mỹ như thể tôi đấu tranh cho chính gia đình của tôi. Tôi đã chăm sóc cho nền kinh tế của chúng ta, như thế tôi chăm lo cho công ty của mình trong mọi quyết định. Tôi đã tự hỏi liệu tôi sẽ tạo ra việc làm ở đây hay tôi sẽ chuyển việc làm ra nước ngoài. Liệu điều đó có khiến nước Mỹ giàu có và mạnh mẽ hơn hay sẽ khiến đất nước chúng ta yếu và nghèo đi? Ông đã hỏi như vậy. Tôi luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Và khi đất nước chúng ta bị virus Trung Quốc tấn công thì chúng ta đã cứu nền kinh tế, chúng ta đã cứu được hàng chục triệu việc làm chúng ta đã tạo ra một phép màu kinh tế mà kamala và joe đã biến thành một thảm họa kinh tế giống như họ đã biến biên giới và thậm chí là toàn bộ thế giới thành một sự đầu tư đầu hàng thảm khốc ngay từ ngày đầu tiên kamala đã phát động một cuộc chiến chống lại năng lượng của mỹ và giàn dựng một cuộc xâm lược biên giới tàn phá quốc gia với những người nhập cư bất hợp pháp đổ xô đến từ các quốc gia trên khắp thế giới ông nói đồng thời nói thêm rằng tổng thống biden và phó tổng thống harris tạo nên nhiệm kỳ tổng thống và phó tổng thống tồi tệ nhất cho đến nay trong lịch sử của đất nước chúng ta. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu chúng ta có thưởng cho Kamala Harris bằng việc tái đắc cử và thêm 4 năm tội phạm, thảm họa kinh tế và sự sỉ nhục quốc tế hay không. Hoặc liệu chúng ta có thay đổi hướng đi đó và một lần nữa xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới, nền kinh tế mà chúng ta đã có trong chính quyền Trump hay không? Cựu Tổng thống đã hỏi như vậy. Ông cũng lên tiếng cảnh báo rằng bà Harris về cơ bản là từ chối tự do và chấp nhận chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít. Bà ý hứa sẽ kiểm soát giá cả theo chủ nghĩa cộng sản, tịch thu tài sản, hủy diệt năng lượng, bồi thường, mức tăng thuế lớn nhất từng được áp dụng và ân xá hàng loạt cùng quyền công dân cho hàng chục triệu người di dân sẽ tiêu tốn hàng ngàn tỷ mỹ kim tiền phúc lợi liên bang và phá hủy an sinh xã hội và Medicare tôi hứa sẽ giảm thuế giảm quy định giảm chi phí năng lượng giảm lãi suất bảo vệ biên giới giảm tội phạm và tăng thu nhập cho công dân thuộc mọi chủng tộc tôn giáo màu da và tinh ngưỡng kế hoạch của tôi sẽ nhanh chóng đánh bại lạm phát nhanh chóng hạ giá và tái khởi động tăng trưởng kinh tế bùng nổ ông cho biết rằng bà harris sẽ lấy nhiều hơn tiền từ túi ở người mỹ trong khi kế hoạch của ông sẽ giúp cho một gia đình bình thường có thêm hàng ngàn mỹ kim so với hiện tại Ông cho biết là ông sẽ chấm dứt cuộc thập tử chinh chống lại năng lượng của bà Kamala Harris và thực hiện chính sách năng lượng dồi dào, độc lập, năng lượng và thậm chí là thống trị năng lượng. Ông cho biết kế hoạch của ông sẽ cắt giảm giá năng lượng xuống một nửa hoặc hơn thế trong vòng 12 tháng sau khi nhậm chức. Và đây sẽ là sự phục hồi kinh tế của đất nước chúng ta theo cách chưa từng thấy trước đây. Năng lượng là nguyên nhân gây ra vấn đề của chúng ta ban đầu. Năng lượng chúng sẽ đưa chúng ta trở lại. Và ông cho biết nếu như đắc cử thì ông sẽ ngay lập tức ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đạt được sự gia tăng lớn về nguồn cung năng lượng ở trong nước riêng về AI thì ông cũng nói sẽ cải tổ một số các vấn đề và đánh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của AI trong tương lai và ông cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ biến nước Mỹ thành thủ đô thế giới cho loại tiền điện tử và Bitcoin trong khi đó thì ông cho biết là ông sẽ thành lập Ủy ban hiệu quả chính phủ theo đề nghị của Elon Musk, người mà ông cho biết đã ủng hộ hoàn toàn và toàn diện. Ủy ban hiệu quả chính phủ sẽ được giao nhiệm vụ tiến hành kiểm toán tài chính và hiệu suất toàn bộ chính phủ liên bang, đưa ra các khuyến nghị về các cải cách mạnh mẽ. Ông Trump cho biết là tỷ phú Musk đã đồng ý để lãnh đạo ủy ban đó sau cuộc bản tin về việc chính phủ hoa kỳ điều tra chương trình khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không bộ giao thông vận tải hoa kỳ đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức về các chương trình khách hàng thường xuyên tức là frequent flyer của bốn hãng hàng không lớn nhất nước mỹ các lá thư đã được gửi vào ngày thứ năm tới các giám đốc điều hành của các hãng hàng không american airlines delta airlines southwest airlines và united airlines các giám đốc điều hành của bốn hãng hàng không này đã được yêu cầu cung cấp dữ liệu và thông tin về cách hành khách có thể tích lũy và sử dụng dặm bay thường xuyên Cuộc điều tra của Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung vào cách mà khách hàng bị ảnh hưởng bởi việc mất giá trị của số điểm đã tích lũy, các khoản lệ phí bổ sung, giá ẩn và các lựa chọn bị giảm thiểu. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg cho biết, người dân Mỹ dựa vào điểm thưởng của họ để lập kế hoạch các chuyến nghỉ mát với gia đình hoặc là mua vé máy bay cho những sinh hoạt khác. Trong khi đó, người tiêu dùng thường thường phàn nàn rằng các hãng hàng không tăng số điểm cần thiết để kiếm được chuyến bay miễn phí và hạn chế số lượng ghế có thể mua bằng điểm. Bộ trưởng Buttigieg nói rằng người tiêu dùng dựa vào điểm frequent flyer họ tích lũy nhưng không giống như chương mục tiết kiệm truyền thống. Những phần thưởng này được kiểm soát bởi một công ty có thể tự ý thay đổi giá trị của chúng. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm người tiêu dùng nhận được giá trị đã hứa với họ, nghĩa là xác nhận rằng các chương trình này minh bạch và công bằng. Hãng Delta Airlines cho biết lòng trung thành của các thành viên trong chương trình khách hàng thường xuyên của hãng có ý nghĩa rất lớn đối với công ty và việc cung cấp trải nghiệm phần thưởng có ý nghĩa là ưu tiên hàng đầu của chương trình SkyMiles của Delta. Hãng Southwest Airlines nhấn mạnh rằng điểm của hãng hàng không không bao giờ hết hạn và cho biết hãng đặt nhiều chỗ ngồi bằng điểm hơn các hãng hàng không khác. Các chương trình khách hàng thường xuyên trước đây dựa trên số chuyến bay đã thực hiện hoặc là số dặm đã bay. Tuy nhiên trong những năm gần đây, chúng đã được thúc đẩy bởi mức chi tiêu mà người tiêu dùng thực hiện bằng thẻ tín dụng mang thương hiệu của hãng hàng không. Lợi tức từ các đơn vị phát hành thẻ tín dụng đã trở thành nguồn doanh thu quan trọng của các hãng hàng không. Nhóm ngành hàng không Airlines for America cho biết, các hãng hàng không minh bạch về các chương trình của họ. Các hãng hàng không hiện nay có 90 ngày để cung cấp tất cả tài liệu liên quan đến cuộc điều tra này trong một bản tin mà có lẽ là tất cả các hãng thông tin lớn của hoa kỳ đều cho rằng là một sự chế giễu đối với bối cảnh bầu cử sắp sửa diễn ra tại hoa kỳ tổng thống nga vladimir putin trong ngày hôm nay đã khiến cho nhiều người phải nhướng mày khi ông bày tỏ sự ủng hộ chính thức của mình đối với ứng cử viên tổng thống hoa kỳ bà kamala harris tân bốc ứng cử viên đảng dân chủ bằng một số các nhận xét vào thời điểm rất nhạy cảm này người yêu thích của chúng ta nếu như có thể gọi như vậy đó là tổng thống hiện tại ông joe biden nhưng mà ông ấy đã bị loại khỏi cuộc đua và ông ấy khuyến nghị tất cả những người ủng hộ mình cần cho ủng hộ bà harris vâng chúng ta sẽ làm như vậy chúng ta sẽ ủng hộ bà ấy ông putin đã nói vào ngày thứ năm tại diễn đàn kinh tế phương đông ở thành phố vladivostok bà ấy cười rất biểu cảm và dễ lây lan điều đó có nghĩa là bà ấy đang làm tốt công việc của mình Ông Putin chỉ trích cựu tổng thống và ứng cử viên đảng Cộng hòa hiện tại Donald Trump vì đã áp đặt quá nhiều hạn chế và lệnh trừng phạt đối với Nga như chưa từng có tổng thống nào trước ông ấy đưa ra. Bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi các lệnh trừng phạt toàn diện do chính quyền Biden công bố chống lại các nỗ lực thông tin sai lệch do chính phủ Nga hậu thuẫn nhằm gây ảnh hưởng cuộc bầu cử năm 2024 và thúc đẩy ứng cử viên của cựu tổng thống Trump. Và mặc dù nhà lãnh đạo Nga lên tiếng ủng hộ đảng Dân Chủ Thế tuy nhiên, Phó Tổng trưởng lý Hoa Kỳ Lisa Monaco đã tuyên bố vào ngày hôm qua rằng ba công ty Nga theo chỉ đạo của ông Putin đã sử dụng các hồ sơ giả để quảng bá các câu chuyện sai sự thật trên các phương tiện truyền thông xã hội, giống như bản tin lúc nãy Thành Thảo đã gửi đến cùng quý vị. Các tài liệu nội bộ do một số những công ty Nga này lập ra cho thấy một trong những mục tiêu của nỗ lực tuyên truyền nhằm ủng hộ ứng cử viên Trump hoặc bất kỳ ai nổi lên là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa dành cho chức Tổng thống theo một bản tuyên thệ của FBI. Như vậy, ông Putin đang cố gắng để đạt được điều gì? Nếu quá khứ là bất kỳ hướng dẫn nào thì ông Putin chỉ cần đơn giản là khuấy động chính trường Hoa Kỳ. Vào tháng 12 năm 2015 thì ông đã ca ngợi ông Trump gọi ông là ứng cử viên hàng đầu vài tháng trước khi doanh nhân này giành được đề cử của đảng Cộng Hòa. Putin nói lúc đó, ông ta là một người thông minh và tài năng và không còn nghi ngờ gì. Ông Trump là một nhân vật xuất chúng tài năng. Liệu Putin có biết điều gì về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 mà những người thăm dò ý kiến không biết không? Không. Nhưng nhà lãnh đạo điện Kremlin đã không làm gì để che giấu sự không thích của mình đối với bà Hillary Clinton vào lúc đó là ứng cử viên có khả năng của đảng dân chủ. Và khi các email bị đánh cắp của ủy ban quốc gia dân chủ bị rò rỉ ngay trước đại hội toàn quốc của đảng dân chủ, Putin đã không che giấu nỗi niềm vui của mình. Trong khi các quan chức Hoa Kỳ chỉ trích Nga về vụ tấn công mạng, thì ông Putin nhận việc phủ nhận việc là nhà nước Nga có liên quan đến vụ việc. Trong bài phát biểu cùng diễn đàn vào hồi tháng 9 năm 2016, ông đã ca ngợi vụ rò rỉ này như là một hình thức phục vụ cử tri và nói rằng điều quan trọng là nội dung đã được cung cấp cho công chúng. Nội dung đó là tiết lộ đáng xấu hổ trong các email bị rò rỉ rằng các quan chức đảng Dân Chủ đã dành sự ưu tiên cho bà Clinton nói cách khác là tất cả vụ tấn công vào đại hội đảng cộng hòa vào thời điểm đó đã ủng hộ quan điểm của điện Kremlin rằng nền dân chủ của hoa kỳ là một trò lừa bịp không có gì quan trọng ngoài quyền lực và mọi thứ đều được quyết định trong những căn phòng đầy khói thuốc và việc bắt nạt các quốc gia như nga về việc tuân theo dân chủ và nhân quyền là một sự đạo đức giả từ hoa kỳ quan điểm của ông Putin về hệ thống chính trị hoa kỳ càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta nhớ lại một góc nhìn sâu sắc của nhà báo chính trị người nga lưu vong mikhail zigar tác giả của all the kremlin's men ông lưu ý ông Putin thích house of cards một loại phim truyền hình đen tối về vấn đề chính trị washington và thậm chí còn giới thiệu cho các bộ trưởng của mình tại quốc hội của nga đó là sách giáo khoa chính trị hoa kỳ của ông ấy nhà văn zigar đã nói trong một cuộc phỏng vấn Kế đến là việc trường dạy nghề có thể giúp bảo đảm việc làm ổn định lương cao. Việc lấy bằng đại học 4 năm từ lâu đã được coi là tấm vé dẫn đến một công việc lương cao và ổn định. Nhưng khi sinh viên trở lại trường trong mùa thu năm nay, liệu rằng trường dạy nghề có thể là con đường nhanh hơn để thành công về mặt kinh tế hay không? Có một xu hướng đáng ngạc nhiên dường như đang mang lại lợi ích cho những người lao động trẻ tuổi. Bart Taylor là giảng viên đại học tại Texas A&M cho biết thành công không nên được đo bằng màu sắc của cổ áo trắng hoặc xanh, với sự thiếu hụt lực lượng lao động có tay nghề và những công việc thương mại và kỹ thuật đó, chúng ta thấy nhu cầu và tác động đến nền kinh tế rằng chúng ta cần nhiều công nhân viên hơn nữa. Trong 5 năm qua, theo The National Student Clearinghouse, tức là trung tâm ghi nhận sinh viên quốc gia, số lượng tuyển sinh vào các chương trình cấp bằng cử nhân đã giảm, trong khi số lượng tuyển sinh vào các trường dạy nghề lại tăng. Giáo sư Bart Taylor của Đại học Texas A&M giải thích học tại trường dạy nghề bạn sẽ không phải gánh khoản nợ đại học lớn bạn sẽ không phải gánh khoản vay sinh viên mà bạn thường phải gánh khi theo học tại các trường đại học 4 năm Tổng thống Joe Biden đã phát biểu tại xưởng đóng tàu Philadelphia, nơi mà một phần của sự thay đổi dường như xuất phát từ việc đánh giá lại và đầu tư vào công việc lao động chân tay sau đại dịch COVID-19 Tổng thống Biden đã nói, xưởng đóng tàu này điều hành một chương trình học nghề cung cấp cho công nhân các kỹ năng để làm những công việc này. Họ có thể kiếm được tới 100.000 Mỹ Kim một năm mà không cần bằng đại học. Ông Steve DeWitt là phó giám đốc điều hành của Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật, viết tắt là ACTE, cho biết cả chính quyền liên bang lẫn tiểu bang đều đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng. Vì vậy, bạn sẽ thấy rất nhiều việc làm trong các lĩnh vực xây dựng đó khi tỷ lệ tuyển dụng lao động ở độ tuổi 20 tăng lên trong những năm gần đây, đối với các vị trí đòi hỏi bằng cấp từ trường dạy nghề hoặc là bằng cán sự 2 năm, một số người đưa ra lời cảnh báo được giảng viên Bart Taylor trình bày rõ ràng. Bạn có thể có một sự nghiệp tương lai lương cao, mức lương tuyệt vời ngay sau khi tốt nghiệp trung học mà không cần bằng đại học. Đúng vậy, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta cũng cần kết hợp điều đó với các kỹ năng lãnh đạo và giáo dục lãnh đạo và tự hỏi sau một vài năm, rằng bạn có thực sự thấy mình sẽ tiếp tục làm công việc đó cho đến khi nghỉ hưu hay không? Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau và hãy làm theo điều hợp lý nhất với hoàn cảnh của bạn. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight ngày hôm nay với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai và xin chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi. Với... Những người khai thu nhập qua mẫu 1099 như thợ neo, lái xe Uber, làm việc theo hợp đồng, quý vị nằm trong diện được nhận khoản tài trợ Covid lên đến tối đa 32.220 đô la cho một cá nhân. Cần biết thêm chi tiết, gọi 480-808-0318. Patonga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Chương trình Sick and Family Leave Start Credit trong luật thuế năm 2020 và 2021 trả tối đa tới 32.220 Mỹ Kim cho những người nhận mẫu 1099 để khai thuế thu nhập như thợ hay chủ tiệm nail, lái Uber hoặc có bất kỳ business nào khai thuế theo dạng Self Employment Schedule SE. Quỹ tiền này có hạn, hãy nộp đơn ngay hôm nay và xin nhớ đây là số tiền được tự do sử dụng và không phải trả lại. Xin liên lạc với công ty Direct Funder qua website hỗ trợ covid.com hoặc gọi 480 808 0318